chương 581, vậy cho một ly nhé. Lê Văn Vân ngẩn ra, gượng cười nói, sao cô mua được mấy thứ này vậy? Cô đâu có chìa khóa nhà của tôi chứ? Lúc ra ngoài tôi không đóng cửa, Long Nhã Lâm nói, hơn nữa người giao hàng đầy dẫy ra đấy, tôi chỉ tự ra ngoài mua một ít đồ ăn thôi, sau đó gọi người giao hàng mua cho. Lê Văn Vân giật mình, vội vàng liếc nhìn phá không và vô danh trong góc phòng, phát hiện hai cây đao vẫn còn ở đó mới thở phào nhẹ nhõm lê văn vân bất lực nhìn hộp đồ ăn nhanh vẫn còn chưa dọn dẹp để ở trên bàn rồi lại nhìn đồ ăn vặt trên mặt đất vừa nhìn là biết cô gái trẻ này không phải là một cô chủ biết làm việc nhà rồi lê văn vân nở một nụ cười gượng gạo rồi nói thôi được rồi vậy cố định ở lại đây bao lâu chỉ ở lại một ngày thôi ngày mai tôi sẽ về lòng nhã lâm nói tôi phải để cho ông nội cảm nhận được quyết tâm của tôi sau này ông sẽ không bắt tôi đi xem mắt nữa ừ Lê Văn Vân cũng không nghĩ nhiều mà đi tới chiếc bàn, thu dọn gói ghém hết đồ ăn vặt trên bàn vào một cái túi, định đem đi vứt. Lê Văn Vân không để ý rằng khi anh vừa mới bước ra ngoài, Lòng Nhã Lâm đã cắn chặt răng, lấy từ trong túi sách ra một gói đồ, sau đó cô ấy cầm túi cà phê hòa tan trên bàn rồi bước vào phòng bếp. Audio điện tử võ tấn bền Lê Văn Vân vừa mới từ bên ngoài quay về, đóng cửa lại đã phát hiện Long Nhã Lâm đang ở trong bếp, trong đấy vẫn còn có tiếng nước sôi vọng lại cô đang làm gì vậy lê văn vân hỏi pha cà phê anh muốn một ly không long nhã lâm hỏi vậy cho một ly nhé lê văn vân gật đầu ngay sau đó long nhã lâm bưng một ly cà phê tới cô ấy đưa cho lê văn vân rồi nói hơi nóng đợi ấm rồi hãy uống nhé lê văn vân cũng không nghĩ nhiều anh ngồi xuống ghế sofa sau đó lấy ra cái hộp mà quách vĩ thịnh đưa cho sau khi mở ra thì thấy trong hộp có một khúc xương khúc xương này lớn hơn của đỗ thương bắc bằng cỡ nắm tay trẻ con khi anh cầm nó trong tay cảm giác muốn hòa tan vào trong cơ thể lại hiện lên lê văn vân xác nhận chắc chắn đó là xương rồng cho đến nay anh đã có được bốn khúc xương rồng của đỗ thương bắc một khúc của nhan tam trong sòng bạc ngầm hai khúc và một khúc của hoàng tông thực bốn khúc xương đã giúp anh tăng cao sức mạnh về mặt chất lượng anh ước tính rằng nếu ăn hết mấy khúc xương tìm được ở Yên Kinh thì ít nhất anh sẽ có sức mạnh của 5 người đứng đầu trong thiên bảng. Lê Văn Vân không quen biết với những người trong thiên bảng, cũng chưa bao giờ liên hệ với họ, những người đạt đến siêu cấp hiếm khi ra ngoài hoạt động, đa số là những ông già và bà già. Vì vậy, Lê Văn Vân không hề quen biết với những người trong thiên bảng. Nhưng tên đem xếp thứ ba trong thiên bảng, rõ ràng là người có thực lực cao nhất trên thế giới này. Lê Văn Vân không biết liệu sau khi ăn xong 6 khúc xương đó thì mình có thể đánh bại được ông ta hay không. Nhưng dù thế nào đi nữa, Lê Văn Vân cũng muốn thử một lần. Mối thù của Đường Đường không thể đợi quá lâu. Ba người quan trọng nhất trong trận chiến đó là Bùi Nghinh Tùng, Lâm Thiếu Hoa, dòng họ Đem. Lâm Thiếu Hoa đã chết, còn Bùi Nghinh Tùng lại đang ẩn náu, rất khó để tìm thấy anh ta, mà Đem vẫn còn ở nơi đó. Trên thực tế, Lê Văn Vân thực sự biết rằng ngay cả khi anh có bằng chứng thì cũng sẽ rất khó để xử phạt đem một cách quang minh chính đại, địa vị của ông ta ở Europa quá cao, địa vị của ông ta trong người gác đêm cũng rất cao. Là người nhận được huân chương tinh diệu thế hệ đầu tiên, đem có một vị trí quan trọng trong toàn bộ thế giới người gác đêm. Ngay cả khi có bằng chứng, khả năng cao là cuối cùng chuyện lớn sẽ hóa nhỏ. Chương 582, tôi muốn du anh ngủ. Trong chớp mắt, giống như tuyến phòng thủ trong lòng Lê Văn Vân đã bị đánh tan, toàn thân run rẩy kịch liệt. Cô, anh vẫn duy trì dấu vết tỉnh táo cuối cùng mà hỏi, cô đã cho tôi uống gì rồi, cô muốn làm gì? Dường như Long Nhã Lâm đã nghĩ thông suốt, cô ấy quay đầu lại nhìn Lê Văn Vân nói, tôi muốn dù anh ngủ. Nói rồi, cô ấy hơi dùng sức đẩy Lê Văn Vân lên ghế sofa. Bộ não của Lê Văn Vân hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh anh không ngờ rằng long nhã lâm này lại mạnh mẽ như thế lại dâng trào cảm xúc mà bỏ thuốc cho anh uống chớp mắt bên trong căn phòng dâng lên nỗi khao khát tình yêu vô hạn từ phòng khách đến phòng ngủ từ số pha đến trên giường lê văn vân cũng không biết mình đã lăn qua lăn lại bao lâu mãi lúc sau dường như cảm thấy hơi mệt mỏi mới chìm vào giấc ngủ sâu ngày hôm sau lê văn vân tỉnh dậy vì đói khi tỉnh dậy nghĩ đến tình cảnh đêm qua Lê Văn Vân dùng mình dữ dội và bất thình lình ngồi bật dậy, mọi chuyện đêm qua cứ lởn vởn trong đầu anh. Lê Văn Vân liếc sang một bên, Long Nhã Lâm đã không còn ở đó nữa. Chết tiệt, mình đã bị Long Nhã Lâm dụ dỗ rồi, vẻ mặt của Lê Văn Vân ngây dại ra. Trong chốc lát, đầu óc Lê Văn Vân choáng váng. Anh nhìn vài giọt máu đỏ tươi trên ga trải giường và cau mày. Chuyện này, Lê Văn Vân đau đầu hết sức, trong nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống như vậy. Nhìn căn phòng trống rỗng, Lê Văn Vân thở dài, cầm điện thoại lên nhìn lướt qua, phát hiện trên điện thoại có mấy tin nhắn WeChat, đều là do Long Nhã Lâm gửi tới. Lê Văn Vân cau mày, sau đó nhấp vào WeChat, và Long Nhã Lâm đã gửi cho anh một tin nhắn rất dài. "Lê Văn Vân, đừng có áp lực tâm lý quá, đây là chuyện tôi chủ động làm, tôi chỉ muốn quan hệ với anh vậy thôi." Sở dĩ tôi không muốn về nhà vì cự tuyệt ông nội, ngoài việc không muốn đi xem mắt ra thì còn có một nguyên nhân khác mà tôi chưa nói ra, đó là tôi đã có người trong lòng rồi, người đó chính là anh. Tôi cũng không biết tại sao, rõ ràng anh chỉ là một tên khốn nạn đang ở trên đường cao tốc. Chương 583 tất nhiên, điều này cũng có lý. Lê Văn Vân chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã lớn như vậy mà lại có ngày bị một người phụ nữ đưa đẩy. Điều quan trọng là sau khi kết thúc Người phụ nữ còn đến an ủi anh và bảo anh đừng bị áp lực tâm lý. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Long Nhã Lâm sẽ không kiềm chế được như thế. Trong ấn tượng của anh, Long Nhã Lâm là một người kiêu ngạo và hơi điên cuồng, cực kỳ tùy hứng. Nhưng điều này là bình thường, cô ấy là một thiên tài võ thuật, lại xuất thân từ một gia đình nổi tiếng, địa vị của Long Ưng Đài ở Yên Kinh khá cao. Với tính cách như vậy, muốn làm gì thì cứ làm cũng thật bình thường. Lê Văn Vân lắc đầu, Nhìn đồng hồ, cảm thấy bây giờ không phải lúc nghĩ tới điều này, đêm nay nhất định anh phải đi dự tiệc, đây là hồng môn yến. Anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, sau khi đánh răng rửa mặt qua loa thì anh ăn mặc chỉnh tề rồi cầm chìa khóa xuống tầng dưới. Sau khi ăn vội ăn vàng một suất cơm ở tầng dưới thì Lê Văn Vân quay về phòng, lấy khúc xương của nhà họ Quách ra, sau đó ngồi khoanh chân rồi để khúc xương trong tay. Rầm. Bất thình lình, một cơn gió từ trong phòng vang vọng đến. Lê Văn Vân đã hấp thu khúc xương. Trong chớp mắt, chân khí toàn thân bắt đầu sôi trào, cho đến khi chân khí toàn thân bình lặng trở lại, anh mới chậm rãi mở mắt ra. Cầm lấy điện thoại ra xem, lúc này đã khoảng 4 giờ chiều. Thời gian hẹn với Lý Đông Giã là vào buổi tối, Lê Văn Vân dự định trước tiên sẽ đến nơi gần cái gọi là Sơn Trang Thánh Á để quan sát tình hình. Lý Đông Giã đã chọn nơi này nên Lê Văn Vân biết rằng chắc chắn người này sẽ ra tay với mình anh không biết nguyên nhân lý đông giã ra tay là gì nếu chỉ vì lê văn vân đã tát vào mặt nhà họ lý mà lý đông giã đã không biết sống chết cứ nhất quyết phải khiêu chiến với một siêu cấp thì quả thật người nhà họ lý quá hống hách rồi tất nhiên điều này cũng có lý lê văn vân cầm hai cây đao phá không và vô danh lên bọc chúng bằng vải rồi bước ra khỏi phòng lái xe về phía sơn trang thanh á dx hết khách rồi hai cây đao phá không và vô danh rất dễ nhận biết dễ đến nỗi chỉ cần nhìn thoáng qua chui đao là có thể nhận ra được. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Lê Văn Vân đi đến Gaza và lái xe về phía Sơn Trang Thanh Á. Mới lái được vài bước, một cuộc gọi video truyền đến, Lê Văn Vân liếc mắt nhìn thì thấy là Hồng Mai Quế gọi. Chương 584 rất rộng rãi. Không phải, Hồng Mai Quế mỉm cười, Bùi Ninh Tùng đã liên lạc với tôi. Sắc mặt Lê Văn Vân thay đổi, ông ta liên lạc với cô. Đang ở đâu? Tôi cũng không biết đang ở đâu, nhưng ông ta nhờ tôi nghĩ cách liên lạc với đám người cũ của Hồng Nguyệt. Hồng Mai Quế nói, chính là những người trong tổ chức Hồng Nguyệt trước đây, sau khi lớn tuổi họ đã cải tà quy chính và trở về sống một cuộc sống bình thường ở thành phố, có khoảng 10 người. Biểu cảm của Lê Văn Vân hơi thay đổi. Hồng Nguyệt cũng giống như người gác đêm, đã tồn tại được một thời gian dài rồi. Ví dụ như Lý Đông Giá là một trong những người như vậy. Có lẽ dạo này bên phía Hồng Nguyệt đã bị tổn thất thảm hại một số lượng lớn cao thủ đã bị chết, đặc biệt là phía trên đỉnh cấp nên một mình Bùi Ninh Tùng không chống đỡ nổi nữa. Hồng Mai Quế mỉm cười nói. Sau khi liên lạc với họ thì sao nữa? Kêu họ tới chỗ nào? Lê Văn Vân hỏi. Ông ta nói một tháng sau sẽ liên lạc lại với tôi. Hồng Mai Quế vui vẻ nói. Hiểu rồi, vậy cô hãy chú ý kỹ đến việc này. Nếu Bùi Ninh Tùng chủ động tiết lộ vị trí của mình thì cô hãy liên lạc với tôi trước. Lê Văn Vân nói được lúc này hồng mai quế mới liếm liếm môi nói lê văn vân nếu phải tìm anh đầu tiên thì tôi nghĩ để tôi đến bên cạnh anh là thích hợp nhất như vậy người ta mới có thể thông báo cho anh chính xác nhất tôi đến yên kinh tìm anh nha chúng ta mới có thể ca hát hàng đêm được một mình anh ở yên kinh chán trường biết bao nhiêu chết tiệt lê văn vân thầm mắng hồng mai quế này thật đáng sợ anh vội vàng cúp cuộc gọi sau đó lái xe dừng lại gần sơn trang thánh á rồi chọn cách đi bộ về phía đó Thật ra Sơn Trang Thánh Á là một khu nghỉ dưỡng, nhưng là một khu nghỉ dưỡng do nhà họ Lý điều hành nên nơi này khá rộng lớn, có trường đua ngựa, sân gôn. Rất rộng rãi. Lê Văn Vân đến gần đó và lấy ống nhòm ra xem xét. Trường 585, não hai người các anh có phải bị uống nước rồi không? Lê Văn Vân ngồi ở trong xe thở dài, lấy điện thoại di động ra, chơi một lúc, ước chừng 6 giờ rưỡi anh mới lái xe đi tới cổng, sau khi dừng xe, anh mở cửa xe nhìn về phía cổng. Có hai người đứng ở cửa, họ mặc vest, đi giày da, đeo kính dâm, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng. Lê Văn Vân mỉm cười, sau đó anh lấy hai thanh đao phá không và vô danh đang được quan trong tấm vải da, siết chặt trong tay rồi đi về phía cửa. Vừa đến cửa, một người trong số họ đã mỉm cười với Lê Văn Vân và nói, anh Lê, mời đi lối này. Lê Văn Vân không hề do dự mà cứ bước theo anh ta đi vào bên trong Sơn Trang Thánh Á. Sơn Trang Thánh Á rất lớn, đằng trước là một tòa nhà khá giống khách sạn, là nơi mọi người thường dùng để dừng chân nghỉ ngơi cũng như ăn cơm. Nhưng Lê Văn Vân không được dẫn vào nhà chính, mà phải đi hết một vòng quanh Sơn Trang, tới một căn nhà nhỏ nằm trước sân gôn, đây mới là nơi anh được mời tới. Ven đường không có quá nhiều người, đại khái chỉ khoảng mười mấy. Khi tới trước căn nhà nhỏ, cái người dẫn Lê Văn Vân tới hơi cong lưng, bày ra tư thế mời, nói cậu Lê, mời đi bên này. Trước cửa có hai hàng người đang đứng, họ mặc trang phục thống nhất, đều là tây trang màu tối và kính dâm. Hai tay họ để ở phía sau, mặt mày lạnh lùng, tổng cộng cả thầy chắc tầm mười mấy người, thậm chí trong đó còn có hai cô gái. Chỉ là vóc dáng của hai cô khá cường tráng, nếu chàng trai nào có gan trở thành chồng hay bạn trai gì đó của hai người, Lê Văn Vân đoán có khi mới bị hai người đam một quyền là chết ngắc rồi. Lê Văn Vân bước tới trước cửa, hai người sau cùng chợt giơ tay chặn Lê Văn Vân lại, sau đó nói, mời anh giao đồ trên tay ra, sau đó vui lòng để chúng tôi kiểm tra xem trên người có mang vật dụng gì nguy hiểm không. Lê Văn Vân hơi cau mày, ánh mắt quét tới quét lui trên người hai người, anh nói, não hai người các anh có phải bị uống nước rồi không? A à nhạc, để cậu ta vào đi. Đúng ngay lúc này, trong sảnh lớn truyền tới giọng ai đó, nghe có vẻ đã già rồi. Audio điện tử võ tấn bền chương 586 thanh thế của trận này đúng là lớn thật. Lý Hàng, Lý Phong, Lý Lợi, Lý Đạo Nhiên, Lý Đông Giã. Một nhà năm miệng ăn của nhà họ Lý đều tụ tập đông đủ. Ngoài năm người họ, còn có một tên ăn mặc giống như đạo sĩ. Ông ta gục đầu, mắt khẽ nhắm, trông giống hệt như một ông già tuổi cao sức yếu lúc nào cũng buồn ngủ khoảnh khắc nhìn thấy người này, tâm trạng Lê Văn Vân lập tức rơi xuống đáy cốc. Anh nhận ra tên đó, trong người gác đêm có thông tin về người này. Nhưng đó chỉ là những tin tức đã lâu, phủ đầy cho bụi rồi mà thôi. Người này tên là Vân Đạo Tử, là một đạo sĩ, rất lâu về trước, ông ta từng là người đứng đầu địa bảng. Tuổi ông ta cũng tương đối lớn, bây giờ chắc cũng phải hơn 100 rồi. Người này là người cùng thời đại với Lý Đông Giã, thậm chí có khi là cùng thời với đám người đem. Vào niên đại đó, ông ta cũng được xem là nhân vật có máu mặt ở thế giới ngầm, hơn nữa phong cách ông ta thật sự rất giống nhàn vân giã hạc, không thiết gia nhập tổ chức nào, chỉ thích độc lại độc vãng. Tuy nhiên về sau, ông ta bỗng dưng mất tích, có người nói ông ta đã chết, cũng có lời đồn ông ta đã ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm, trở thành một đạo sĩ chân chính. Không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy, Lê Văn Vân vậy mà lại gặp được ông ta ở chỗ này ông ta đã từng đứng đầu thiên bảng chỉ cách siêu cấp một bước ngắn siêu cấp là lạch trời rất khó vượt qua ví dụ như lâm thiếu hoa dù chỉ kém một bước là vào được cửa nhưng có bước thế nào cũng bước không qua nhưng bây giờ qua nhiều năm như vậy liệu ông ta đã vượt qua cái lạch trời đó chưa thật đúng là điều không một ai biết nếu ông ta đã qua được vậy nói lên rằng lê văn vân sẽ phải đối mặt hai cái siêu cấp còn có nhiều đỉnh cấp như vậy nếu thật sự phải ra tay thì anh thầm than nhẹ một tiếng trong lòng quả nhiên là hồng môn yến thanh thế của trận này đúng là lớn thật tuy trong lòng hơi khiếp vía ngoài mặt lê văn vân vẫn giữ vững vẻ bình tĩnh không hề biến sắc anh bước tới ngồi xuống vị trí đối diện sáu người trên bàn bầy đầy món ngon mỹ vị dám đơn thương độc mã tới đây dự tiệc đúng là điên cuồng thật lý đông giã bình thản quét mắt nhìn lê văn vân nói trần mỹ huyên đâu tôi có thể toàn quyền đại diện cho bà ấy Lê Văn Vân ung dung trả lời. Nghe thấy những lời này của Lê Văn Vân, sắc mặt Lý Hàng ngồi bên cạnh cực kỳ khó coi. chương 587, rất đơn giản. Anh không đoán được ông già này đang giấu gì trong hồ lô. Nếu bảo họ có mục đích, muốn giải quyết anh, vậy ngay từ lúc anh đặt chân vào đây thì đã trở thành con cá nằm trong chậu, bọn họ hoàn toàn có thể tự do ra tay mới đúng. Nhưng kết quả thì sao, họ tình nguyện ngồi đây rằng co với anh lâu như vậy, hơn nữa giờ còn mời anh ngồi xuống nói mấy lời tầm sàm nữa. Không vội, Lý Đông giã híp mắt mỉm cười, nói, giao dịch là giao dịch, ân oán là ân oán, bây giờ, tôi muốn đặt thêm một điều kiện. Vẻ mặt Lê Văn Vân thoáng thay đổi, anh híp mắt nhìn sáu người đối diện, khóe miệng cong thành nụ cười mỉm, vậy ông nói thử tôi nghe xem, ông muốn thêm điều kiện gì. Rất đơn giản, Lý Đông giã nói, còn nhớ những lời tôi nói với cậu lần trước không? mặt mũi nhà họ lý bọn tôi không dễ đánh như vậy đạo nhiên bị cậu tát một cái món nợ này vẫn phải tính toán sòng phẳng mới được nếu cậu muốn có được ba mảnh xương này ngoại trừ ký bản hợp đồng mà hai bên đã giao kèo từ trước cậu còn phải quỳ xuống xin lỗi để đạo nhiên tát ba cái vào miệng ông cảm thấy có khả năng này không lê văn vân hỏi ngược lại cậu không còn lựa chọn khác lý đông giã bình tĩnh đáp lê văn vân lập tức hiểu ra giờ anh mới biết nguyên nhân Lý Đông Giã dám ra tay với anh chính là vì ông ta cảm thấy. Bản thân đã cầm chắc chiến thắng, nên trước khi ra tay, định bụng phải sỉ nhục mình một phen cho hả giận. Trong lúc hai bên đang nói, cánh cửa phía sau bị đẩy ra, có người bước vào, gã chẳng hề cố kỵ gì mà tiến thẳng tới trước mặt Lý Đông Giã, báo cáo đã điều tra xong, anh ta quả thật tới đây một mình, không phát hiện bất kỳ kẻ nào ẩn núp xung quanh hết. Trường 588 đội hình như vậy, đúng là phô trương. Lê Văn Vân thoáng sững người, quả thật anh không hiểu lắm. Kiến thức của anh về mấy chuyện sau siêu cấp đều là do Trác Nhất Minh và Vương Hồng nói cho biết. Nhưng cấp bậc siêu cấp, phóng mắt toàn thế giới, không tính thiên bảng chỉ tính những chỗ khác thì tổng cộng nhiều nhất cũng chỉ khoảng 20 người, nên khả năng hấp thu xương cốt của mỗi người khác nhau cũng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy, hấp thu xương rồng là khái niệm gì, Lê Văn Vân thật tình không biết. Bây giờ nghe giọng điệu của Lý Đông Giã thì xem ra số người có thể hấp thu xương rồng tương đối hiếm. Hay, quả nhiên là thằng quát con mới bước chân vào siêu cấp, Lý Đông Giã tự tin mỉm cười, trước khi cậu chết, để tôi cho cậu chết một cách minh bạch. Nếu tôi đoán không sai, hẳn sư phụ của cậu có tên là Bạch Thương Vân, đúng không? Lý Đông Giã thản nhiên nói, một con cóc thích ngồi dục trong tù. Lê Văn Vân dục dịch trong lòng, thật ra thì anh chưa từng nghe qua con người này, nhưng hiển nhiên, Câu nói lúc trước của Long ưng đài đã khiến Lý Đông Giã hiểu nhầm, Bạch Thương Vân chính là người bạn biến thái thích ở trong tù mà Long ưng đài từng nhắc tới. Bởi vì một câu nói dối của Long ưng đài, tất cả họ đều tưởng rằng Lê Văn Vân chính là đồ đệ của ông ta. Chắc hẳn cậu cũng xuất thân từ ngục giam, sau đó mới đột phá đến siêu cấp, rồi dưới tình huống cơ duyên xảo hợp, vô tình phát hiện mình có thể hấp thu xương rồng, Lý Đông Giá tiếp tục ung dung giải thích, cho nên cậu không hề biết rằng loại thể chất có thể hấp thu xương rồng này rất hiếm, phải nói là hiếm đến cùng cực. Vậy nên, Lê Văn Vân khẽ cười hỏi, "Vậy nên, rất đơn giản, tôi muốn có được thể chất giống như cậu. Máu và hấp thu xương cốt có liên quan nhất định với nhau, vì thế tôi định đổi máu với cậu." Lý Đông Giá cười nói, "Sau khi đổi máu, cậu còn trẻ như vậy mà đã lên tới siêu cấp, sinh mệnh lực ẩn chứa trong máu hẳn sẽ vô cùng nồng đậm." đủ để tôi sống thêm một thời gian. Nếu trong thời gian này, tôi có thể tìm thấy xương rồng để hấp thu, vậy sẽ càng sống lâu hơn, đến cuối cùng, tôi sẽ vượt qua chắc nhất minh, trở thành vô địch thiên hạ, hoàn toàn không phải không có khả năng, Lý Đông giã cười híp mắt nói. Tôi đúng thật không nghĩ tới điều này, Lê Văn Vân nói, hóa ra còn có cách đổi máu nữa. Y học hiện đại, truyền máu người khác vào người mình thật sự là chuyện quá đơn giản. Nhìn thấy biểu hiện vô cùng bình tĩnh của Lê Văn Vân, Lý Đông Giã thở dài một hơi, đúng là tuổi trẻ ngông cuồng, tận giờ phút này vẫn còn trương ra dáng vẻ ta đây là thiên hạ đệ nhất được. Tôi không phủ nhận thiên phú của cậu, chỉ tốn 9 năm ngắn ngủn mà đã thăng từ sơ nhập lên siêu cấp, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người có thiên phú như vậy. Nhưng đến đây là hết rồi, có thiên phú mà không trưởng thành nổi thì cũng chỉ là nói suông mà thôi. Biết khôn thì mau quỳ xuống xin lỗi đi, đến lúc đó tôi sẽ cho cậu chết thống khoái. Lý Đông Giã bình tĩnh nói, à, đúng rồi, quên giới thiệu cho cậu, ông lão này chính là Vân Đạo Tử, không biết Bạch Thương Vân có từng nhắc tới trước mặt cậu chưa, nhưng ông ta cũng là siêu cấp đấy. Nghe ông ta nói xong, tâm trạng Lê Văn Vân hạ xuống, quả nhiên là hai siêu cấp. Đội hình như vậy, đúng là phô trương. mươi 589 khu tội ác. Lê Văn Vân nhếch miệng, cười nói, nguyên nhân là vì, thật không khéo, tôi cũng nhận sự ủy thác của một người, người đó yêu cầu tôi lấy đầu của ông. Cậu cảm thấy mình có cơ hội đó không khi phải đối mặt với nhiều người bên bọn tôi như vậy. Lý Đông giã tặng cho Lê Văn Vân một ánh mắt xem thường. Ông ta rất tự tin. Không thử một chút thì làm sao biết. Lê Văn Vân mỉm cười đáp lại. Dầm. Ngay lúc anh vừa dứt lời, trong mắt Vân Đạo Tử, người vẫn luôn cúi đầu không nói gì, bỗng lóe lên tia sáng. Ông ta vỗ một phát xuống bàn, cái bàn lập tức nứt làm hai. Lúc này, ông ta dường như không muốn tám nhảm với Lê Văn Vân nữa mà chọn cách trực tiếp ra tay. Một cỗ chân khí phóng thẳng về phía Lê Văn Vân, Lê Văn Vân chộp lấy hai con dao trên bàn, cả người nhanh chóng lùi về sau, đồng thời, tay còn lại xé với lớp vải quấn quanh thân đạo ra, hai thanh phá không và vô danh xoay tròn trong không khí, sau đó hai tay Lê Văn Vân bắt lấy hai chuôi dao. Suốt, lập tức, đao ra khỏi vỏ. Anh liếm môi một cái, vừa lúc dùng hai ông già này để kiểm tra xem mình bây giờ mạnh như thế nào. Lên! Khoảnh khắc vân đạo tử ra tay, Lý Đông Giã không tiếp tục nói nhiều với Lê Văn Vân nữa, ông ta cầm quải trường trong tay lên, đột ngột rút từ trong quái trượng ra một thanh trường kiếm, sau đó phi thẳng tới chỗ Lê Văn Vân. Keng, 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 chỉ trong chớp mắt, tiếng rút vũ khí, tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp căn phòng, cùng lúc đó, hơn 10 đạo chân khí đồng thời bùng nổ, bao vây Lê Văn Vân vào giữa. Tâm trạng Lê Văn Vân hạ xuống. Không nắm chắc, anh thật sự không nắm chắc phần thắng. Khí thế tản ra từ người hai lão giả Lý Đông Giã và Vân Đạo Tử thậm chí chẳng yếu hơn giản hưng lúc đầu là bao. Thực lực của hai ông già không vào thiên bảng hóa ra lại mạnh tới vậy. Cách hiên kinh hơn một nghìn cây số, ở một vùng hoang vu trong một huyện thành nhỏ, có vài người bị trói lại, đưa lên xe Việt giã. Đồng thời, một người đàn ông vóc dáng không cao làn da ngăm đen hùng hổ bước tới chỗ xe đậu mắng mụ nội nó tôi còn tưởng con cá lớn nào kết quả chỉ là ba con mèo con mẹ kiếp không có lợi hoàn toàn không có lợi gì cả đi bên cạnh gã chính là phạm nhược tuyết lúc này cô đột một ngẩng đầu trên trời có máy bay bay ngang qua bác sĩ phạm cô làm sao thế lữ dương dò hỏi tôi cảm thấy vô cùng hoảng sợ buồn bực và rất rất bất an trong lòng bác sĩ phạm nói chẳng lẽ cô cảm thấy người này còn có cá lớn gì đó hả không lý nào là vậy lữ dương cau mày nói không phải phạm nhược tuyết mím môi cả người cũng bắt đầu trở nên nóng nảy rồi lý tiểu u đi bên cạnh phạm nhược tuyết khuyên bác sĩ phạm cô đừng nghĩ nhiều nữa đây tạm thời không có ai hơn nữa còn có lữ dương mà chuyện gì mà chẳng giải quyết được chứ hẳn là không phải vấn đề lớn gì đâu bọn họ càng nói thế Phạm Nhược Tuyết càng cảm thấy hốt hoảng trong lòng. Cảm giác bất an này chỉ từng xuất hiện một lần trong cuộc đời cô, đó là thời điểm cách đây 3 năm, chính là trận chiến khiến Đường Đường chết đi, còn Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ lại mất tích. Lúc này đây, cảm xúc bất an này lại xuất hiện, hơn nữa càng thêm mãnh liệt. Chương 590 người gác đêm. Cô muốn đi đâu?" Người đội mũ lưới chai vội vàng hỏi. Mấy người họ không thể xảy ra chuyện Hoàng Thi Kỳ thở hát ra một hơi nói, có thể tìm được chính xác vị trí của anh ấy, e là chỉ có người đó mới làm được. Tại Sơn Trang Thánh Ả, à, bên rìa sân gôn, Lê Văn vân tay phải cầm vô danh, tay trái cầm phá không, khuôn mặt lộ rõ vẻ khát máu. Điên cuồng, vây giết, Lý Đông giã giống to một tiếng. Trong phút chốc, người từ bên ngoài nhanh chóng xông vào. Mà thứ khiến người ta ngạc nhiên chính là, chỉ có ba người Lý Hàng, còn lại đều lui ra bên ngoài phòng. Đúng vậy, trận chiến lần này, Lý Đông Giã muốn kết liễu Lê Văn Vân ngay tại đây, nhưng nói gì thì nói Lê Văn Vân cũng là một siêu cấp, ông ta lo sợ lúc Lê Văn Vân rơi vào bước đường cùng, anh sẽ lấy mạng đổi mạng, dùng ba đứa cháu của ông ta để cùng đi vào chỗ chết. Từ lúc ban đầu là châm biếm, sau đó là cảm giác bùng nổ chiến đấu, dường như chỉ cần chạm vào là sẽ nổ tung ngay tức khắc. Ram. Lê Văn Vân bất ngờ ném phá không trong tay ra ngoài anh toàn tâm toàn ý tập trung vào thao tác phá không chân khí, cùng lúc đó, tay phải cầm vô danh, phóng thẳng đến trước mặt hai tên siêu cấp. Đinh, 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 một trọi hai, Lê Văn Vân dốc toàn lực, như muốn bùng phát tất cả ra ngoài, nhất thời, chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Trận đấu giữa họ trở thành trận đấu giữa những người ngang tài ngang sức. Dưới tình hình ba người đạt mức độ siêu cấp đấu đá nhau, mỗi một giây phút, mỗi một đòn đánh đưa ra khiến căn phòng như sắp không chịu nổi nữa, và rồi đột nhiên, cả căn phòng nổ tung. Quynh! Căn phòng sụp đổ, ba con người ba bóng dáng nhảy vụt từ trong phòng ra ngoài, cảnh tàn sát khốc liệt liên tục hiện lên trong cực nhức nhối. Keng! Ba người lại tiếp tục va chạm, cả hai người Lý Đông Giã và Vân Đạo Tử cùng lúc lui về sau vài bước, dường như cả hai đang cố kéo dài khoảng cách với Lê Văn Vân, họ chăm chú nhìn về phía Lê Văn Vân bằng đôi mắt lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Thằng nhãi kia, rốt cuộc thì cậu là ai? khuôn mặt Lý Đông Giã trầm xuống, ông ta nhìn chầm chầm về phía Lê Văn Vân hỏi. Vân đạo tử cũng không ngoại lệ, ông ta bày ra nét mặt nghiêm trọng, nhìn Lê Văn Vân nói, cậu không thể nào là học trò của Bạch Thương Vân được, cách thức chiến đấu của cậu giống hệt như. Người gác đêm, người gác đêm, mí mắt Lý Đông Giã giật giật dữ dội. Không chỉ hai người họ, Lý Phong đứng tránh nạn cách đó không xa, cả ba anh em nhà Lý Hàng cũng lập tức thay đổi sắc mặt. Người gác đêm, Điều này có ý nghĩa thế nào? Bọn họ là người hiểu rất rõ, bởi vì họ hiểu rõ sở dĩ nhà họ Lý phát triển mạnh mẽ ở Yên Kinh này. Ngoài việc trước mặt họ có một Lý Đông Giã siêu cấp che chắn, thì còn một nguyên nhân nữa, đó là sau lưng họ có sự ủng hộ và cơ hội hợp tác với toàn bộ Hồng Nguyệt. Mặc dù nhìn từ bên ngoài vào nhà họ Lý có vẻ bất hòa trong việc hợp tác với Hồng Nguyệt, mấy đời con cháu sau này không ai tham gia vào Hồng Nguyệt, nhưng thực chất bên trong họ lại ngấm ngầm hỗ trợ những khoản tài chính rất khủng cho Hồng Nguyệt. Audio điện tử võ tấn bền. chương 591, có thể lái nhanh hơn không? Nhưng đáp lại câu hỏi của ông ta, anh vẫn dùng gương mặt tươi cười, hờ hững nói, đúng như ông nói đấy, tôi thực sự là người gác đêm. Thấy Lê Văn Vân thừa nhận, lúc này Lý Đông Giã lại đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, ông ta nhìn về phía hai thanh đao trên tay Lê Văn Vân, một dài một ngắn, cách sử dụng vũ khí như này thực sự chính là phong cách bài trí vũ khí của người gác đêm. Chưa kể, nghĩ tới độ tuổi hiện tại của lê văn vân ánh mắt ông ta lại chuyển mục tiêu lên bề mặt hai thanh đao phá không và vô danh kia sau đó phun ra một hơi nói phá không và vô danh có phải cậu chính là người gác đêm số không bị bùi nghinh tùng mai phục đòi giết vào ba năm trước không ngay từ lúc đầu chúng tôi đã không để ý kỹ dẫn tới nhìn nhầm không sai lê văn vân cũng không phủ nhận từ đầu đến cuối anh vẫn bình tĩnh thừa nhận mà bản thân anh cũng muốn tạo chút áp lực nhất định trong lòng đối phương Vốn dĩ đối phương đã kiêng kỵ người gác đêm rồi, nếu thực sự chiến đấu, khả năng anh sẽ chiếm thế thượng phong. Lý Đông Dã nhìn về phía Vân đạo tử. Vân đạo tử vẫn giữ nguyên dáng vẻ muốn sống chết một phen, ông ta hờ hững nói, "Cả kẻ có là người gác đêm đi chăng nữa thì chúng ta cũng ra tay, cậu ta chắc chắn sẽ bắt lấy xương rồng của ông, muốn trước sau vẹn toàn cũng không hẳn là không có khả năng. Máu cậu ta, chúng ta đương nhiên rất muốn, chúng ta không còn lựa chọn nào khác nữa." cùng lắm thì cứ vác theo thi thể của cậu ta tới khu tội ác rồi nhờ vả vị nào đó là được đến lúc đó khi chúng ta đã rời đi rồi người gác đêm có cha ra được thì bọn họ cũng không thể ra tay với con cháu ông vì dù gì đi nữa con cháu ông và thế giới ngầm vốn chẳng có quan hệ gì cả bọn họ mà động tay động chân khác nào phá vỡ luật lệ lý đông giã trầm ngâm sau đó bỗng nhiên cắn răng nói mọi người hãy giao lại cho tôi lê văn vân nhăn mày anh thật không ngờ sau khi để lộ thân phận, ham muốn giết chết anh của đối phương lại càng tăng lên. Ông điên rồi, anh chửi một câu, sau đó lại vung đao lên lần nữa. Về phần chạy, anh chưa từng nghĩ tới. Thực tế có chạy cũng không được, xung quanh có gần 30 tên đỉnh cấp bao vây, một khi chạy trốn, thì chính là phơi bày mặt sau lưng ra trước mắt hai tên siêu cấp lý đông giã và vân đạo tử kia. Cho nên, anh không có cách nào để trốn, cách duy nhất để sống sót trong hoàn cảnh này chính là chém chết toàn bộ những người này. Cuộc chiến lại bắt đầu, nhưng lần đầu đá này, Lê Văn Vân cảm thấy áp lực hơn nhiều so với lần đánh nhau trong phòng trước đó. Lúc trong phòng, anh chỉ đánh trực diện với hai tên siêu cấp, nhưng lúc này đây, anh không chỉ chiến đấu với hai tên siêu cấp ấy không thôi, mà còn phải đề phòng cả những người khác nữa. Trên mặt đất, cát bay đá chạy tung tóe, vô số những thảm cỏ bị sốc thành từng mảnh từng mảnh bay lên giữa không trung. Không bao lâu sau, lưng Lê Văn Vân, và cả cơ thể anh đã trúng vài đạo. Có điều, dù trúng đòn nhưng đến cái nhân mày nhẹ Lê Văn Vân cũng không có. Bị thương, đối với người gác đêm mà nói là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng cái Lê Văn Vân không thể không thừa nhận chính là, bản thân anh đang lâm vào bước đường cùng. Hai lão già ấy vẫn đang gắt gao bám lấy anh, những người khác thì liên tục bắn tên lén về phía anh, Lê Văn Vân cảm thấy có hơi mệt mỏi khi ứng chiến trận này chẳng lẽ lúc gần chết mới điên cuồng tuôn ra sao? Lê Văn Vân lẩm bẩm. Ngay sau đó, ngay tại một thời khắc nào đó, từ cơ thể anh năng lượng điên cuồng tuôn ra, đồng thời, cả người trông hừng hực khí thế, cơ thể đột nhiên bay lên cao. Bên trong một thị trấn nhỏ xa xôi, một chiếc xe đang chạy rất nhanh, là xe mui trần, rồi một tiếng còi cảnh sát vang lên. Bên trong xe, Lữ Dương là người cầm lái, ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ nghiêm trọng, Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U ngồi ở hàng ghế sau, Phạm Nhược Tuyết cảm thấy có chút bất an, cô giơ tay ôm ngực, ngực cô lúc này cực kỳ khó chịu. chương 592, tôi còn sống, tôi còn sống. Bên trong sơn trang thánh á, lúc này, từng trận gió lớn không ngừng giết gào. Trên thế giới này, siêu cấp nhiều lắm cũng không thể vượt quá 20 chỉ số, vậy mà ngay lúc này đây, bên trong sơn trang thánh á, ba gã siêu cấp chiến đấu, từng đòn đánh vẫn tung ra liên tục gần chết mà vẫn điên cuồng tuôn ra. Nét mặt vân đạo tử hơi đối, cơ thể lùi về sau một chút, mở miệng nói, thằng nhãi này, liều mạng thật đấy. Lão vân, mặc dù là gần chết mới điên cuồng tuôn ra, nhưng thực lực của tên nhãi này cũng gần như đứng thứ năm thiên bảng. Dù đang điên cuồng tuôn ra nhưng cậu ta không thể bằng lão già đem kia được, chúng ta cũng nên dốc toàn lực ứng phó đi thì hơn. Chỉ cần ta vẫn đứng vững, tên nhãi này sẽ chẳng kiên trì thêm được lâu nữa đâu. Lý Đông giá cười khẩy một tiếng, há miệng nói. Hô hô hô, cây đao phá không vẫn đang xoay tròn trên không trung, nó liên tục quấy. Đó, thật sự là con số quá khổng lồ. Chân Lê Văn Vân bị thương, cơ thể cũng bị thương, quần áo thì bị xé nát. Đặc biệt là đùi phải của anh, một cơn đau truyền đến. Nơi đó vốn là nơi đặt điện thoại di động của anh, nhưng trong quá trình đấu tranh siêu cấp, điện thoại không chống đỡ được những đòn đánh mạnh mẽ đã bị nổ tung, đùi, phải anh và tiếp xúc với cú nổ đó mà bị thương, có điều nó không phải quá nghiêm trọng. Với khí thế hừng hực bất ngờ tỏa ra từ cơ thể mình, anh một đao bước lui hai người kia, đồng thời, tay trái đưa lên nắm lấy cây đao vô danh, môi khẽ động, mở miệng nói, chảm chữ thập. Ngay giây tiếp theo, Lê Văn Vân giống như đạn pháo, bay thẳng về phía hai người. Tránh mau, vẻ mặt lý đông dã biến đổi. Một đao của kẻ gần chết điên cuồng chém tới, ông ta đương nhiên không muốn đối kháng thẳng đòn đánh, Ông ta chọn cách ngược lại, cả ông ta và Vân Đạo Tử cùng né sang hai bên sườn. Mà ngay lúc này, khóe miệng Lê Văn Vân cong lên lộ ra nụ cười khẩy, bóng dáng anh xuyên qua hai người kia, phi thẳng đến trước mặt ba người Lý Hàng đang đứng phía sau kia. Chạy nhanh, sắc mặt Lý Đông giã thay đổi rõ ràng. Nhưng mà, đã muộn rồi, tốc độ của Lê Văn Vân quá nhanh, dường như chỉ với một cái tích tắc, anh đã phi tới trước mặt bọn họ, Lý Hàng đứng bên phải ông ta nhảy lên một cái sau đó định chạy sang phía bên cạnh còn lại hai người lý lợi và lý phong đang đứng đầu ngọn sóng gió sắc mặt lý phong thay đổi hoàn toàn một khắc này ông ta bất ngờ trở nên quyết đoán mà tàn nhẫn ông ta lui về sau một bước nhân lúc lý lợi vẫn chưa kịp phản ứng lại đã giơ một chân lên đá văng lý lợi về phía lê văn vân lợi nhi tiếng gào thét của lý đông giã và lý đạo nhiên cùng vang lên chói tai mà Lê Văn Vân vẫn không có vẻ gì lay chuyển, cây đao vô danh trong tay lướt nhanh hai lần trong không khí, bởi vì tốc độ của cây đao quá nhanh, vệt sáng từ lưỡi đao hiện lên theo từng đường cắt trong không khí như phát họa một chữ, thập. Vút, cơ thể anh vụt qua Lý Lợi, mà người tên Lý Lợi kia có hơi mập mạp, ánh mắt. chương 593, một lũ hèn nhát, Lý Đạo Nhiên ra tay, tặng Lê Văn Vân một cú đâm sau lưng. Cũng vì một đao của Lý Đạo Nhiên đã khiến Lê Văn Vân không kịp phản ứng. Phía chính diện, Lý Đông giã dơ một chân lên đạp, bàn chân siêu cấp đá Lê Văn Vân bay ra ngoài. Bốp, Lê Văn Vân bay ra xa mấy chục mét, rồi rơi xuống đống đổ nát bên trong căn phòng. Phụt, anh đứng dậy, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Giữa lúc đường cùng tuyệt vọng, anh suy cho cùng cũng chẳng có quá nhiều bị thương. Những nhiệm vụ nguy hiểm cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác khiến. Còn một hơi thở, anh nhất định sẽ không từ bỏ hy vọng chỉ có điều, tình hình lúc này có lẽ còn nghiêm trọng hơn 3 năm trước nhiều. 3 năm trước, anh còn có cơ hội đột phá, nhưng giờ đây, đến cơ hội đột phá anh cũng không còn nữa. Mạnh đấy, Lê Văn Vân lau vệt máu tươi nơi khóe miệng, cao mày nói một. Câu. Đúng vậy, Lê Văn Vân không ngờ sẽ có thêm một siêu cấp nữa, điều này đã vượt ngoài tầm dự đoán của anh. Lợi nhi, lợi nhi, nét mặt Lý Đạo Nhiên lộ rõ vẻ bị thương, nhìn chằm chằm lý lợi đang nằm bất động trên nền đất bọn họ không thể lường được lê văn vân đã rơi vào tình cảnh như vậy rồi mà vẫn dám phản đòn tấn công giết chết một người bên họ thấy hai người kia lại tiếp tục xông về phía mình lê văn vân thở dài một hơi nói cảm giác khi cháu trai chết xem ra cũng không dễ chịu lắm nhỉ anh biết bản thân anh lúc này đây có lẽ sẽ phải chết nhưng trước khi chết chọc tức đối phương trước chắc sẽ lẽ một lựa chọn không tồi nhìn lý đông giã và vân đạo tử đang tới gần lê văn vân cười cười nói đường đường tôi đến chơi với cậu đây chỉ thấy hơi đáng tiếc chút đời này không thể hoàn thành ước mơ của mình đó là cưới bác sĩ phạm rồi suốt lời anh bỗng nhiên đứng bật dậy một tay siết chặt cây đao phá không lại nằm trong tay anh lần nữa năng lượng điên cuồng tuôn ra lúc anh gần chết dường như cũng sắp kết thúc vào thời điểm kết thúc năng lượng toàn thân anh sẽ bị rút cạn cơ thể rơi vào trạng thái suy nhược trầm trọng khi ấy kể cả là người thường cũng thừa sức thọc chết anh sắc trời đã chuyển tối mà hai thanh đao trong tay anh phản chiếu lại ánh trăng thời khắc cuối cùng này dường như càng thêm lộng lẫy phòng đổ nát rồi lại chảy xuống nền đất dưới cùng lê văn vân lý đông giã nghiến răng nghiến lợi quát mày đáng bị ngàn vạn nhát dao chém chết quải trường kiếm dài trong tay ông ta chỉ thẳng lê văn vân vân đạo tử đứng bên cạnh cúi đầu bọn họ vào tới giữa đường thì tự động dừng lại họ cảm giác được khí thể hiện tại của Lê Văn Vân đang suy yếu không ngừng, giai đoạn năng lượng điên cuồng tuôn ra lúc gần chết dường như đã qua rồi. chương 594, chấp nhận số phận rồi. Lê Văn Vân cầm thanh đao vô danh chỉ về phía trước, phá không nằm bên tay trái, anh nhìn đám người họ, lẩm bẩm nói, vì tất cả vẫn đang sống. Lưỡi đao chỉ điểm, trái tim chỉ hướng. Xuất lời, anh dơ ngành thanh đao nói, chiến đấu không đường lui. Chiến đấu không đường lui, hôm nay anh đã không còn bất cứ đường lui nào nữa rồi song song với lúc tiếng quát khẽ của lê văn vân vang lên tất cả mọi người đồng loạt lùi về sau một bước sau đó lê văn vân lại nở nụ cười lúc này cảm giác suy yếu bên trong cơ thể bắt đầu chuyển đến thời gian năng lượng điên cuồng tuôn ra lúc gần chết tới rồi quả nhiên thật đáng xấu hổ bộ dạng tôi đã thành ra thế này rồi mà các người còn không dám đánh trực diện lê văn vân cười nói với vẻ khinh thường sau đó, anh ngồi phịch xuống đống đổ nát. Chấp nhận số phận rồi, Lý Đông giã cười nhạo nói. Ở đằng sau, Lý Phong đột nhiên đứng phát dậy, ông ra rút đao ra quát, mày dám giết em trai tao, hôm nay tao phải chém chết mày. Bốp, Lý Đạo Nhiên giơ tay, tát thẳng lên mặt ông ta một cái không khoan nhượng. Lý Đạo Nhiên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Lý Phong với ánh mắt gắt gỏng. Tất cả mọi người đều biết, cái mạng của Lý Phong nhờ đâu mà giữ được có điều trong lúc mọi người không chú ý khóe miệng lê văn vân khẽ cong lên để lộ một nụ cười âm hiểm như có như không đúng vậy lê văn vân nở một nụ cười âm hiểm thực tế thì sở dĩ anh không chọn ra đòn bằng cú đánh cuối cùng là vì anh ngay lúc này đây cơ thể anh đã cực kỳ suy nhược rồi di chứng của việc năng lượng điên cuồng tuôn ra lúc gần chết là quá lớn vốn dĩ anh đã có tính toán sẵn từ trước đó là dựa vào khoảng thời gian cuối cùng này để đổi thêm một mạng người nữa bên đối phương tốt nhất là một trong hai người lý đạo nhiên hoặc là lý phong về phần lý hàng ông ta là sự lựa chọn thứ ba của lê văn vân bởi vì trần hy là con gái lý hàng là con gái ruột ông ta đương nhiên nếu có thể lê văn vân chỉ ước mình có thể tiêu diệt toàn bộ đám người nhà họ lý này nhưng tình hình hiện tại anh chỉ có thể đưa ra một sự lựa chọn mà vì mối quan hệ với trần hy nên anh đã để Lý Hàng trở thành sự lựa chọn cuối cùng của mình. chương 595 tôi sẽ cho cậu được chết một cách vui vẻ. Hiện tại ông ta phụ trách hầu hết các bộ phận lớn sản nghiệp của nhà họ Lý, mặc dù ba anh em họ phân công quản lý ba bộ phận khác nhau, nhưng với hai bộ phận đó ông ta vẫn có sự tác động nhất định. Nhưng hiện tại, dựa theo lời nói của Lý Đông Giá thì dường như muốn cho ông ta mất hết tất cả. Ông ơi, là vì cháu không còn cách nào hết mà, nếu lúc ấy cháu không đẩy Lý Lợi ra thì cả hai sẽ phải chết. Lý Phong vội vàng giải thích. Mày có thể chủ động tiến lên, tự hy sinh thân mình để cứu em trai mày, dù gì đó cũng là em ruột mày đấy. Lý Đông giã thở dài một hơi, sau đó lắc lắc đầu, quay người nhìn về phía Lê Văn Vân. Cậu mạnh hơn so với tưởng tượng của tôi đấy, Lý Đông giã nói với giọng hờ những, thảo nào người dám một thân một mình mò tới chỗ này nếu không phải hôm nay lão vân cũng có mặt ở đây thì khéo nhà họ lý chúng tôi sẽ bị diệt vong ngay tại chỗ này mất lê văn vân cười nhạo một tiếng anh không trả lời chuyện tôi bỏ sức đánh đấm vô ích được xin lỗi đi tôi sẽ cho cậu được chết một cách vui vẻ lý đông giã nói lê văn vân không còn gì để nói nữa đến mức này rồi mà lý đông giã vẫn còn so đo chuyện đó có cái gì thì khoe ra hết đi tôi đây sẵn sàng tiếp đón đối diện đòn đánh mà bố mày khẽ nhăn mày một cái thôi thì, con mẹ nó nhé, tôi nhận ông làm ông. Lê Văn Vân khinh thường lên tiếng. Lão Lý Vân Đạo Tử nói, kết thúc nhanh đi, kẻo lỡ người gác đêm tìm đến đây thì lúc ấy sẽ khó nói chuyện lắm. Lý Đông giã cao mày, sau đó ông ta thở hắt một hơi, nói thôi. Sứt lời, ông ta bước từng bước tới gần chỗ Lê Văn Vân. Quải trường kiếm dài trong tay ông ta chỉ thẳng vào Lê Văn Vân. Đáng tiếc cho cậu ông ta thở dài một hơi. Các người, thật sự nghĩ rằng có thể giết được tôi sao? Ngay lúc ông ta sắp ra tay, một nụ cười bỗng được phát họa trên mặt Lê Văn Vân. Hử, Lý Đông giã cao mày, ông ta nói, năng lượng điên cuồng tuôn ra lúc gần chết của người gác đêm, một khi đã sử dụng hết, trong cơ thể sẽ không còn bất cứ nguồn năng lượng nào nữa, thậm chí còn không sống nổi mấy ngày, vậy thì cậu còn gì để lật ngược ván cờ này đây? Người bình thường sử dụng hết năng lượng điên cuồng tuôn ra lúc gần chết đúng thật là sẽ không sống nổi mấy ngày. Lê Văn Vân nhếch miệng nói: đáng tiếc ông đây không phải người bình thường. Sương tới, anh giống một tiếng to. Âm, um. ngay thời khắc này, một âm thanh vang trời bỗng vang lên từ trên đống đổ nát kia, ba mảnh xương cốt bất ngờ chui từ dưới đất lên. Lão Lý ra tay mau. Lúc này sắc mặt Vân Đạo Tử đột nhiên thay đổi. Sương rồng. Lý Đông Giá cũng không ngoại lệ, nhìn cảnh này mà lạnh sống. Lưng, với năng lực hiện giờ Lê Văn Vân đã ngang tài ngang sức đấu tay đôi với hai người họ rồi, nếu anh lại tiếp tục hấp thụ ba mảnh xương rồng đó thì sẽ đạt tới cấp độ nào chứ? Bọn họ có nghĩ cũng không nghĩ ra nổi. Nét mặt Lý Đông Giá thay đổi hoàn toàn, ông ta không dám trần chờ thêm giây nào nữa, nhấc kiếm đâm thẳng về phía Lê Văn Vân. Audio điện tử võ tấn bền chương 596 điều vân đạo tử nói là sự thật. Anh lập tức vọt lên trước. Vụt. Ngay thời khắc này, Lê Văn Vân ném thanh đao phá không về phía ông ta, đồng thời, bên tay phải, năng lượng dồi dào bắt đầu khởi động, thanh đao vô danh xé ngang không khí phi tới. Keng. Đạo vô danh và quả trường kiếm dài va chạm nhau. Xang rác. Cây kiếm dài kia đứt gãy theo âm thanh vang lên. Mà thanh đao vô danh kia thì vẫn không thuyên giảm khí thế, bay thẳng đến chỗ đầu lý đông giã không ai có thể ngờ được nước cờ này vào lúc tưởng chừng lê văn vân đã đi đến bước đường cùng rồi vậy mà cuối cùng lại vì xương rồng mà phản kích bằng một đòn cực hiểm lần ra đòn này của lê văn vân có thể coi là đánh lén cho dù người hứng đòn là lý đông giã cũng không có cách nào đáp trả hơn nữa vì hấp thụ ba mảnh xương rồng lê văn vân đã lật mình trở thành người mạnh anh mạnh mẽ tung đao trực tiếp chặt đứt quái trường và kiếm dài của lý đông giã không, Lý Đông giã thảm thiết kêu, những người khác nghĩ cách cứu viện, nhưng tất cả đã không kịp nữa rồi, tốc độ của Lê Văn Vân quá nhanh, nhanh tới mức bọn họ không kịp phản ứng. Vào khoảnh khắc mà bọn họ kịp phản ứng lại thì, Lý Đông giã đã đầu thân chia lìa rồi. Chảm chữ thập, chớp mắt một cái, Lý Đông giã đã chết, Lê Văn Vân không nói lời nào, anh quát khẽ một tiếng, cấp tốc nhằm về phía Vân Đạo Tử, chiêu thức chảm chữ thập được tung ra. Vân Đạo Tử cực kỳ hoảng sợ, Năng lượng trong cơ thể bắt đầu dâng trào, cầm vũ khí lên theo đường ngang. Keng, lại là một âm thanh lớn vang trời, lần này, Vân đạo tử ra đòn chặt, nhưng kết quả cơ thể ông ta lại bay cao lên, rồi bị văng ra xa cả chục mét, cuối cùng ngã nhào trên nền đất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ vài khoảnh khắc thôi, từ một lê văn vân cùng đường tuyệt vọng bỗng mạnh hơn hẳn, thành công ra đòn phản kích, hai siêu cấp cỡ lớn giờ một người chết một người bị thương. Ra tay mau ra tay mau lên hiện giờ sức mạnh của cậu ta đang không ngừng suy yếu rồi mau vây giết cậu ta nhanh vân đạo tử ngã trên nền đất ông ta bất chấp tình trạng thương tích trên người lớn tiếng quát lê văn vân nhắn mày điều vân đạo tử nói là sự thật năng lượng điên cuồng tuôn ra lúc gần chết đã gây ra chấn thương quá nặng mà hiện giờ lê văn vân đã ra hai đòn đánh mà hai đòn đánh này anh toàn thì đòn trảm chữ thập vừa rồi của anh đã thành công lấy mạng vân đạo tử rồi nhưng không, đòn thứ hai này đã không còn mạnh bằng đòn kết liễu lý đông giã vừa rồi. Sau khoảng thời gian năng lượng dồi dào bởi xương rồng hòa nhập vào cơ thể thì nó đang dần biến mất. Đặc biệt là, cơ thể anh quá mệt mỏi. mươi 597 anh đang cực kỳ khó chịu. Lê Văn Vân có thể cảm nhận được tình trạng cơ thể của mình, anh đang cực kỳ khó chịu. Cho dù là vết thương trên người anh, hay là tình trạng cơ thể sau khi năng lượng điên cuồng tuôn ra lúc gần chết đi nữa thì, tất cả như muốn nói với anh, anh sẽ không kiên trì được lâu nữa. Sau khi hấp thụ xương rồng, sức chiến đấu của anh đã đạt đến đỉnh cao, nhưng trong tình huống này, sức chiến đấu mạnh mẽ ấy dường như đang biến mất rất nhanh. Anh thật sự không đủ sức để đấu với hai ba mươi tên đỉnh cấp, vậy nên anh đã chọn cách an toàn trước. Mà những người đó vì dè trừng sức công phá đáng sợ của Lê Văn Vân trước đó nên đã tránh né, vô tình lại tạo ra một chỗ hổng càng khiến Lê Văn Vân thuận lợi hơn trong việc chạy ra khỏi trang viên Thánh Á. Mục đích của anh cũng đã đạt được rồi, ba mảnh xương nhà họ Lý anh đã hấp thụ hết, chưa kể, vừa rồi anh cũng cảm nhận được sức mạnh khủng bố của mình. Tương tự, anh đã một đao giết chết Lý Đông Giá, điều này cũng có nghĩa hai mảnh xương ở chỗ Minh Sùng anh hoàn toàn có khả năng giành được. Đương nhiên, để làm được thì điều kiện tiên quyết là anh phải còn sống và thoát ra ngoài. Đám người đằng sau kia sau vài phút kinh ngạc ngắn ngủi thì vội vàng đuổi theo. Nếu là lúc bình thường thì chuyện thoát khỏi đám người này chẳng thành vấn đề với anh, nhưng hiện giờ cơ thể anh thật sự là quá yếu, anh chọn đi vào một con đường hẻo lánh, bước chân vội vàng không dám ngừng để mong thoát thân. Anh không biết mình đã chạy bao lâu, nhưng vết thương trên người cũng bắt đầu trở nặng theo thời gian chạy trốn ấy, máu tươi không ngừng chảy ra bên ngoài, đến mức khiến anh cảm giác máu mình chảy ra khô đến nơi rồi. Mẹ nó ông đây sẽ không đời nào để mình vất vả chạy trốn rồi lại chết vì mất máu quá nhiều đâu lê văn vân thầm cười khổ anh cũng không biết đám người chạy đằng sau đuổi tới đâu rồi lúc này anh chỉ biết mình chạy được càng xa càng tốt để rồi cuối cùng anh không thể chống đỡ nổi nữa đầu rơi tự do rồi chạm xuống nền đất mí mắt điên cuồng đánh nhau và có thể hôn mê bất cứ lúc nào con thanh đao nhuốm máu rơi bên cạnh người anh nơi đây là núi rừng thậm chí đến một con đường nhỏ cũng không có cộp cộp cộp, trong lúc đang mơ mơ màng màng, anh nghe thấy tiếng bước chân, anh muốn dương mắt nhìn xem có phải đám người đó đã đuổi tới nơi không, nhưng giờ phút này anh đã không còn chút sức lực nào nữa rồi, ngay sau đó, anh cảm giác được một bàn tay to khỏe mạnh mẽ chạm vào anh. Mà lúc này khung cảnh trước mắt Lê Văn Vân tối sầm, anh hoàn toàn chìm vào cơn mê. Từ lúc Lê Văn Vân chạy ra khỏi Sơn Trang Thánh Á, anh đã chạy trốn trong hơn 3 giờ đồng hồ, mà thời gian này Phạm Nhược Tuyết đã chạy tới chỗ bọn họ ở. Phạm Nhược Tuyết lôi chìa khóa, vội vã mở cửa, Lữ Dương, Phạm Nhược Tuyết và cả Lý Tiểu U, ba người đồng loạt nhảy vọt vào trong phòng. Trong phòng, rỗng tuyết, Lê Văn Vân không còn ở đây nữa. Tìm đao, Phạm Nhược Tuyết cảm thấy bất an. Chương 598 cô không cần lo lắng quá. Lữ Dương nhìn thấy Phạm Nhược Tuyết vì Lê Văn Vân mà sốt ruột lo lắng như thể khiến anh ta như hút cả lọ giấm tên này thích phạm nhược tuyết giờ lại nhìn phạm nhược tuyết hoảng loạn vì người đàn ông khác khiến anh ta có chút chua sót mặc dù thật tâm anh ta cũng không muốn lê văn vân xảy ra chuyện bác sĩ phạm lê văn vân là siêu cấp sẽ không để mình xảy ra chuyện dễ như thế đâu cô không cần lo lắng quá lữ dương an ủi phạm nhược tuyết không để ý đến lời nói của lữ dương thời gian dần trôi từ tin tức này đến tin tức khác liên tục được thông báo đến cô nguyên ngày hôm nay vì Lê Văn Vân mà toàn bộ ám võng lẫn người gác đêm ở Yên Kinh đều được huy động, người gác đêm ở Yên Kinh dường như đang dốc toàn bộ lực lượng. Mặc dù Phó Vũ hay bất hòa với Lê Văn Vân, nhưng khi biết Lê Văn Vân có khả năng đã xảy ra chuyện thì anh ta lại là người lo lắng nhất. Nhưng chỉ trong 2 giờ đồng hồ, chuyện hôm qua Long Nhã Lâm qua đêm ở chỗ này cùng Lê Văn Vân. Hay chuyện xe của Lê Văn Vân ở chỗ Đặng Hân Hân, V, V, tất cả đều tập trung lại chỗ của Phạm Nhược Tuyết, cô liên hệ khắp nơi, rất nhanh sau đó, xe của nhóm người Phạm Nhược Tuyết đã dừng ở nơi gần với Sơn Trang Thánh Á. Cuối cùng, bọn họ cũng tìm tới được Sơn Trang Thánh Á, thấy được cảnh tượng sau khi đám người siêu cấp chiến đấu, phòng ốc sập, thảm cỏ thì bị phá hư và máu tươi ở khắp nơi trên mặt đất. Suốt ngày hôm ấy, Phạm Nhược Tuyết thức trắng đêm không ngủ nổi. Dựa vào khả năng thu thập tin tức của người gác đêm và cuộc nói chuyện với Trác Nhất Minh, cô đã hiểu đại khái ngọn nguồn mọi chuyện. Lý Đạo Nhiên. Lý Lợi, Lý Phong và các cao thủ hàng đầu nhà họ Lý, khi trời còn chưa sáng, họ đã bị người gác đêm tìm thấy và đưa đi ngay trong đêm. 9 giờ sáng ngày hôm sau, tại căn cứ của người gác đêm ở Yên Kinh, Phạm Nhược Tuyết, Lý Tiểu U và Lữ Dương, ba người cùng đi từ trong phòng ra. Cũng may, từ những lời thốt ra từ miệng mấy người này, quả nhiên tên Lê Văn Vân ấy không chết. Lữ Dương cười cười nói. Những biểu cảm trên khuôn mặt Phạm Nhược Tuyết vẫn không khác lúc trước trông cực kỳ nghiêm trọng cô khẽ nói nhưng mà anh ấy bị thương rất nặng hơn nữa lúc năng lượng điên cuồng tuôn ra lúc gần chết đó trước đó mỗi lần anh ấy sử dụng chiêu thức này xong đều dựa vào tôi mới chống đỡ được mà sống tiếp lần này không có tôi bên cạnh tôi không biết khi chữ cuối cùng thốt ra khỏi miệng có lẽ vì quá lo lắng hốc mắt cô bắt đầu ửng đỏ anh ấy bị thương nặng như vậy mà người nhà họ lý lại không tìm được anh ấy chắc chắn anh ấy vẫn chưa đi xa đâu Lý Tiểu U vội nói, cô cũng đừng lo quá, chắc chắn sẽ tìm được. Tút tút tút. Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Phạm Nhược Tuyết lại vang lên lần nữa, cô cầm điện thoại lên xem, sau khi nhìn tên người gọi trên màn hình, cô điều chỉnh lại cảm xúc rồi mở miệng nói, "Alo." "Nhược Tuyết, sao rồi? Có chuyện gì xảy ra với tên nhóc Lê Văn Vân đó không?" Ở đầu dây bên kia, giọng nói có phần hơi sốt sắng của Trác Nhất Minh vang lên. Anh ấy giết Lý Đông Dã? đả thương vân đạo tử, mở ra nguồn năng lượng điên cuồng tuôn ra lúc gần chết, cơ thể chúng người mấy nhát đau, sau đó lại vác thân chạy trốn, Phạm Nhược Tuyết nói. May rồi may rồi, không chết là may rồi. Chắc nhất Minh nói tiếp, cô chụp cho tôi tấm ảnh đi, để tôi xem thử tình hình thằng nhóc này. Tôi không có, anh ấy, lại mất tích rồi, Phạm Nhược Tuyết nói đến chữ cuối cùng, giọng nói cô bắt đầu trở nên nghẹn ngào. Trường 599 đau đớn vô cùng, Hàng lông mày của Hoàng Thi Kỳ cao lại. Đúng là lúc trước, ở khu tội ác, Lê Văn Vân và người đàn ông tên Pulis này có chút yêu rồi lại hận. Nhưng mà, tôi có thể cho cô một đề nghị, nếu là vì mấy tên nhóc tính tình bồng bột mới đến đảo kia thì, cô Hoàng có thể tới khu đông thử vận may đó. Người đàn ông mặc vest chân đi giày ra kia cười cười nói. Ba ngày lặng lẽ trôi qua mà không có bất cứ tin tức gì. Người gác đêm đã tìm kiếm khắp Yên Kinh trong suốt ba ngày trời, nhưng cuối cùng họ chỉ còn biết im lặng gửi một bản báo cáo về trụ sở người gác đêm. Lê Văn Vân người gác đêm số 0, ba ngày trước đã đánh nhau với hai kẻ siêu cấp là Lý Đông Giã và Vân Đạo Tử. Hiện Lý Đông Giã đã chết, còn Vân Đạo Tử bị thương nặng, người của bọn họ đã bị bên chúng ta khống chế hoàn toàn. Về phía Lê Văn Vân, sau khi mở ra năng lượng điên cuồng tuôn ra lúc gần chết thì đã bỏ trốn trong tình trạng bị thương nặng, hiện đã mất tích, không biết sống chết ra sao. Đúng vậy, sau khoảng thời gian 3 ngày, Cuối cùng bọn họ vẫn phải nộp bản báo cáo này lên cấp trên, giống hệt như 3 năm trước. Lê Văn Vân hôn mê suốt 3 ngày trời, trong suốt khoảng thời gian hôn mê đó, anh gần như mất hết ý thức. Cuối cùng, vào thời khắc nào đó, anh đã tỉnh lại ở một nơi xa lạ. Đau, đau đớn vô cùng. Cơn đau dữ dội truyền đến khiến anh không kìm được, chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt anh là một căn phòng làm bằng xi măng, nhưng căn phòng được trang trí trông vô cùng ấm áp. Dèm cửa màu hồng nhạt, một số đồ nội thất và những thứ khác cũng được sơn với ý đồ riêng nào đó, tuyết trắng xóa, căn phòng không phải quá hoàn hảo, nhưng nhìn kỹ thì nó được bài trí rất có dụng ý. Chỉ là chiếc giường anh đang nằm, dường như nó hơi cứng thì phải. Ở gần mép giường có một cái bàn học, trước bàn có một cô bé mặc đồng phục đang ngồi. Đó, cô bé buộc tóc đuôi ngựa, cô bé đang chăm chú làm bài tập về nhà, tiếng sột soạt do ma sát giữa bút và mặt giấy vang lên liên hồi còn bên phía tay phải lê văn vân đang cắm ổng truyền có gì đó được truyền vào trong cơ thể anh lê văn vân muốn cử động nhẹ một cái nhưng vì cơn đau truyền đến dữ dội anh cảm giác bản thân không thể nào di chuyển nổi hơn nữa anh đang rất đói cảm giác trong bụng chả có chút đồ ăn nào anh há miệng thở dốc không biết hao tổn hết bao nhiêu sức lực mới có thể mở miệng nói được một chữ này cô bé ngồi làm bài tập bên cạnh quay đầu nhìn lại ngay giây tiếp theo đập vào mắt Lê Văn Vân là một khuôn mặt xinh đẹp, nét đẹp của sự trẻ trung tuần khiết ấy tưởng chừng không gì sánh bằng. Một khuôn mặt không phấn son, làn da mịn màng, mái tóc được trải ngược ra sau một cách tỉ mỉ, để lộ cái chán cao chân bóng. Đến bản thân Lê Văn Vân, một người đã từng gặp qua vô số gái đẹp trên đời, nay nhìn thấy cô bé cũng không nhịn được mà khẽ động lòng. Cô bé nọ thấy Lê Văn Vân đang nhìn mình thì bày ra nét mặt vui vẻ, chạy ra ngoài nói, bố, bố ơi, anh ấy tỉnh rồi. Rất nhanh sau đó, tiếng bước chân cộp 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 lại vang lên, một người đàn ông cỡ tuổi trung niên với bộ quần áo hơi bụi bặm chảy từ cửa vào, trên người anh ta có rất nhiều mảnh gỗ vụn. Sau khi thấy Lê Văn Vân đang mở tròn mắt nhìn thì vui vẻ nói, "Con gái, con trông chừng anh ta, để bố đi tìm bác sĩ Hàn." "Dạ, cô bé kia vội vàng đáp." Sau đó, Lê Văn Vân nghe thấy giọng nói có phần sốt ruột hoảng loạn của ai đó. Cô bé kia thận trọng đi về phía Lê Văn Vân giờ trong phòng chỉ còn hai người bọn họ trên mặt cô gái dường như lộ ra chút sợ hãi đúng vậy cô bé có hơi sợ lê văn vân cô bé vẫn nhớ rõ cảnh tượng lúc bố cô bé vừa đưa lê văn vân về nhà lúc đó quần áo trên người lê văn vân bị xé nát thảm hại hơn nữa bộ quần áo nát tươm ấy dường như bị máu tươi nhuộm hồng khắp cả cả cơ thể chỗ nào cũng thấy máu đến khuôn mặt cũng tái nhợt đi mà điểm mấu chốt là trong tay bố cô bé khi ấy còn cầm hai thanh đao chương 600, tôi không phải người xấu. Trên mặt cô bé thoảng qua nét rối rắm, cô bé hỏi, anh còn đói sao? Lê Văn Vân gật gật đầu. Vậy tôi sẽ đi lấy cho anh bát cháo khác. suốt lời, cô bé lại chạy ra ngoài. Lê Văn Vân vẫn từ tốn ăn từng miếng từng miếng nhỏ. Lê Văn Vân ăn hai bát cháo rất lâu, mà cô bé kia cũng rất kiên nhẫn. Chỉ có điều, vẻ đề phòng trong ánh mắt cô bé từ đầu đến cuối chưa từng mất đi. Lúc Lê Văn Vân đang ăn, anh nghe được tiếng ai đó nói chuyện từ bên ngoài truyền vào. Ông Lý này, tôi đề nghị ông đi báo cảnh sát thì hơn. Cậu nhóc đó, vừa nhìn đã thấy không tầm thường rồi, ở thời đại này mà vác theo hai thanh đao đó trên người, cơ thể thì bị chém. Mười mấy nhát, khéo cậu ta là phần tử phạm pháp cũng nên. Một giọng nữ nghiêm túc vang lên. Tôi cũng biết, nhưng ngộ nhớ người này thật sự phạm phải tội gì lớn và bị đuổi bắt, thì đồng bọn cậu ta có bỏ qua cho chúng ta không? thú thật thì tôi sao cũng được, nhưng con bé mới vừa lên cấp 3 thôi. Ngay sau đó, một giọng nói có vẻ tang thương vang lên. Tôi đã nói rồi, ông không nên cứu cậu ta, giọng nữ kia lại vang lên. Nhưng mà một người vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, tôi sao có thể trơ mắt đứng nhìn người ta chết ngay trước mặt mình thế chứ? Hiện tại tôi cũng chỉ hy vọng vết thương cậu ta sớm hồi phục tình trạng tốt lên chút rồi rời khỏi nơi này nhanh. Giọng nói tang thương của người đàn ông kia lại vang lên lê văn vân hơi động lòng hiển nhiên rồi người đàn ông này là một người lương thiện không muốn nhìn người khác chết ngay trước mắt mình nhưng lại có rất nhiều điều băn khoăn không muốn chọc thêm phiền toái chỉ muốn làm theo khuôn phép sống thành thật kiên định ông đấy chỉ lo quản chuyện bao đồng chẳng trách vợ ông bỏ trốn theo người khác giọng nữ kia lại vang lên lần nữa lúc này đây người đàn ông nọ trầm mặc hơn hẳn sau đó lại nói giờ tôi chỉ muốn sống bình yên nuôi con gái ăn học Lúc nói những lời này, bọn họ đã đi gần tới cửa phòng, sau đó, cả hai rất hiểu ý, họ không nói thêm gì nữa, cứ thế im lặng đi thẳng vào phòng Lê Văn Vân đang nằm. Người phụ nữ này nhìn qua thì cũng chỉ như những người phụ nữ cỡ tuổi trung niên bình thường khác, dáng người có hơi mập mạp, sau khi vào phòng, bà ta liếc mắt nhìn thoáng qua cô bé đang bón cháo cho Lê Văn Vân, sau đó lại nhìn anh bằng ánh mắt kiêng kỵ. Từ lúc vào đến giờ, bà ta cũng không nói lời nào, đi tới bên cạnh Lê Văn Vân, sau đó sốc chăn anh lên, bắt đầu cẩn thận kiểm tra vết thương của Lê Văn Vân. Một lúc lâu sau, trong đôi mắt bà ta bắt đầu lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng, như thể đang tự làm bầm lầu bầu với chính mình, năng lực tự chữa lành thật mạnh mẽ. Mà hiện tại, vì ăn hết hai bát cháo mà Lê Văn Vân cảm thấy có sức hơn chút ít, anh nhìn qua căn phòng yên tĩnh một lượt. Bác sĩ Hàn móc ra cái tam xỉa răng và một ít thuốc, tháo miếng gạc buộc trên người Lê Văn Vân xuống, sau đó thay thuốc giúp anh, cô bé kia cũng tự biết ý quay người qua phía khác không nhìn, còn Lê Văn Vân, anh vẫn đang cẩn thận đánh giá người đàn ông kia. Dáng người ông ta cũng không phải quá cường tráng, cao chưa đến 1m7, làn da ngăm đen, tóc cắt ngắn, gần như đã bạc trắng gần nửa đầu. Lúc này ông ta đang mặt ủ mày ê đứng trước cửa, biểu cảm có phần dối rắm. Tôi không phải người xấu, lúc này Lê Văn Vân chủ động mở miệng. Anh biết người đàn ông kia trầm mặc là vì điều gì? Xét cho cùng thì, ở cái thời đại này, nếu nói mình đi đấu vật thì có lẽ sẽ rất kỳ lạ. Tự dưng Lê Văn Vân mở miệng nói một câu khiến người phụ nữ đang bôi thuốc cho anh hơi ngừng lại. Sau đó, bà ta vẫn giữ im lặng như cũ, tiếp tục bôi thuốc giúp Lê Văn Vân. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 600